Xin chào anh chị khách hàng thân yêu của Gốm Nhật Toki nha. Hôm nay Gốm Nhật Toki cũng về rất nhiều hàng luôn. Là sẽ có clip khui thùng ra cho anh chị mình cùng em nha cả nhà. Thì đây, một số thùng sẽ khui ngay bây giờ, cũng mới về chiều nay. Bây giờ mình sẽ lựa thùng nào trước đầu tiên đi nhỉ? Cái thùng nhỏ, thùng lớn thì khui tuốt thôi cả nhà. Rồi, đây là gì đây? Wow, bọc rất là kỹ cả nhà, có một miếng vải đỏ nữa, vải lụa. Wow, vừa khui món đầu tiên đã được một em yêu siêu phẩm đây cả nhà. Bách hoa trong ngoài, hàm xưa chuẩn chỉ luôn, phê quá. Cái này xin lỗi từ cả nhà nhá, em phải bỏ ra đây để em ngắm nghiền đã này đấy. Rồi một tí xíu nữa đây, tiếp tục nha. Thùng này em sẽ khui hết thôi, em sẽ cố gắng khui nhanh để anh chị không phải chờ đợi lâu nha. Wow, đây tiếp tục có một bột trà nha cả nhà. Bột trà này chắc là mình cũng đã quen thuộc rồi đúng không ạ? Đây là một bột trà, em gọi là bột trà siêu phẩm nhất trong hàng Imari, bột trà siêu phẩm đúng không cả nhà? Thôi, chắc xin phép cả nhà nhé, em phải khui cả hộp nữa này, để một lát nữa rồi em sẽ khui sau rồi lại giới thiệu cho cả nhà một video sau nha. Tiếp theo đây, đây là gì đây? Sâu lòng nhá. Chuyện lá bữa giờ thì chắc anh chị cũng quen với cái này rồi. Em sẽ cố gắng ngày giới thiệu cho anh chị nhiều món đẹp nhá. Tiếp theo đây là gì đây? Một cái hộp. Là một cái tô nhá cả nhà. Hôm trước em có giới thiệu cho cả nhà cái dĩa rồi, hôm nay cái tô mới về. Đây, 1, 2, 3, 4, 8 cạnh nhá cả nhà, 8 cạnh này. Wow, phê. Nói chung là rất là nghiền tô nhá cả nhà. Không biết anh chị có giống như em không, em rất là thích là tô với dĩa. Tiếp tục này. Đây là gì đây cả nhà? Hôm nay là gì ta? Mấy cục nhỏ nhỏ luôn. À, cái này là ly bia nhá cả nhà. Ly bia của Đức. Anh chị trang trí nhà bằng mấy ly này thì cực đẹp luôn. Trước giờ em về rất là nhiều ly bia Đức rồi mà đúng là em chưa có giới thiệu cho cả nhà bộ ly bia Đức nào ta. Đúng rồi, giờ em mới nhớ ra. Vì trước cứ về là có khách thôi, giao lưu thôi. Giờ mani này. Này chắc bộ này chắc có mấy ly này cả nhà. Ôi ly này thì to này. Tiếp tục đây, một chiếc ly nữa nhá. Các phải khui ngang tay lên tí thôi, cả nhà chờ đợi lâu. Cái ly này cực to luôn đấy cả nhà. Ly này chắc mà uống bia thì cả lít. Wow, phê lòi tê luôn này. Germany này cả nhà. Đã không? Mở nắp ra này. À, cái ly phê luôn cả nhà. Ly này ly bia nhá, ly bia Đức. Đây, bỏ gọn qua đây đi, cứ tiếp tục. Em nhiều hàng quá, bây giờ em phải khui mãi luôn.
này chắc trong đây còn 2-3 ly nữa mà thôi tạm thời bỏ qua đi, bởi vì mình còn nhiều hàng lắm. Đây nhá. Một cái hộp gỗ nhá cả nhà. À, giấy tờ đây. Cái này cô thử một cái đi nha. Đây, nhìn, em nghĩ chắc nhìn hai cái bình thì chắc nghĩ bột sake quá. À, rồi, thu một ly là biết mấy ly còn lại luôn nha. À, bộ sake thất phúc thần và hai bình với lại 7 chung. Bây giờ khui luôn một cái bình ra đi để cho nó dễ cho anh chị cùng đắm với em luôn nha. Khui luôn một cái bình ra này. Đấy, sake thất phúc thần nha, nó sẽ có 7, ông quên, hai cái bình như thế này. Sau rồi sau đó sẽ có 7 cái chung vàng như thế này nhá cả nhà. Là sake thất phúc thần này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nhá, đủ 7 ly luôn. Quá trời đẹp, thôi để đây, chơi tiếp nó sao. Thất phúc thần. Món này món gì đây? Cái thùng này nó hơi móp tí xíu à, không biết sao không? Món gì rất là to nhá cả nhà. Món này rất là to. À, cái này biết là gì rồi. Em nhớ rồi. Cái này để đây. Em phải khui ra cả nhà nhá, thì em tí xíu nha. Bật mí với cả nhà nhá. Đây là Huyền rồng. Huyền rồng thất phúc thần nhá cả nhà. Đây. Huyền rồng thất phúc thần nhá. 7 vị thần ở trên một đoàn tàu nhá, một con tàu nhá, thuận buồm xuôi gió đây. Và chiếc thuyền rồng nhá. Cái này gọi là đi qua. Trời ơi, trong chó mèo gì vô kinh thế. Đi qua biển biển khổ để phổ độ chúng sinh này, rất là đẹp luôn. Thôi chơi tiếp, còn mấy thùng nữa. Nhiều lắm cả nhà trong kia nữa kìa. Về quá trời luôn. Về cái gì đấy. Đây là gì? Cái hộp không biết gì luôn. À, bộ trà Hun Hin nhá. Hun Hin xưa. Hun Hin xưa. Quá là đẹp VIP luôn cả nhà. Bộ này siêu VIP rồi. Mấy này vẽ tay vẽ vàng nhá. Nền đen quý tộc luôn anh chị ơi. Đây. Phê. Đây chắc nó để như thế này này. Phê ông anh chị. Rồi tiếp theo nha. Còn mấy cục nữa giao lưu với cả nhà mình luôn. Đây này, chỗ này cục phải lống nữa này. Và chắc là khui thêm một vài cục nữa rồi em xin phép nhá cả nhà. Còn dẹp lại. Sau đó thì tối nay em còn lên giao lưu cho cả nhà mình các món nữa. Đây, tiếp theo này cả nhà. Nói chung là bữa giờ hàng là cứ về đều đấy. Về đều nhá cả nhà. Nói chung có ngồi thì sẽ bị chậm hơn một tí xíu. Nhưng bữa nay nó về đều lại rồi. Hàng thì em cứ tuyển thôi. Rồi cho bay về thôi. Em bay về tới Việt Nam thì mới giới thiệu với cả nhà. Nhiều món mà mình mua quá nhiều luôn á. Nên nhiều khi cũng chẳng biết là hàng về cục nào trước, cục nào sau. Có hồi thì về cái nào mua sau thì lại về trước, cái mua trước thì lại về sau. Đây. À. Đây là cái sông Trầm Sát này. Đây, để khui ra luôn cái nắp cho anh chị mình nhá. Đây sông Trầm Sát Suma. Đây là sông Trầm Sát Suma này. Lân nhá, vàng nhá.
Em nhớ là có hai cái này nữa, không biết là trong trong thùng kia có về luôn không. Rồi có hai cái satsuma luôn. Đây, lăn lộn các kiểu này. Đây, dấu cộng các kiểu đây, satsuma chuẩn đây cả nhà. Tô phong cảnh đây, imari, gold, triện lá ở bên trên bên dưới này. Đấy, quý sở tộc chưa anh chị nào mà trưng cái tô này trong nhà thôi, bao sang bao chất luôn. Thôi cả nhà ơi, chắc là xin phép em xếp lại đây nhá. Anh chị có yêu thương và mong muốn giao lưu các mặt hàng gốm sứ, đặc biệt là gốm sứ Nhật Bản ấy, thì cứ liên hệ với em Toki nha, có các hình thức này. Thứ nhất là Facebook gốm Nhật Toki này. Thứ hai là số điện thoại Zalo nha, 0901112334 nhé cả nhà, để em có thể giao lưu với anh chị nhiều sản phẩm hơn, mới hơn nữa, đẹp hơn nữa nhé. Hôm nay thì cũng có vẻ là rất là nhiều hàng luôn, nhưng mà một lát nữa thì em mới khui tiếp được cho cả nhà mình nhé. Hôm nay thì cảm trời sương sương như thế này thôi cả nhà. Hẹn gặp lại anh chị nhé, em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.